là mì mì với bún, rồi mình đã trộn lại rồi đó các bạn. Rồi đây là gà gà nấu nấm, gà nấu nấm theo kiểu lẩu, rồi mình hâm lại mình ăn. Có cá viên chiên màu đỏ nữa, có cái đó gọi là tôm chiên chứ không phải cá viên chiên nha các bạn. Tôm á, tôm giò thành viên á. Rồi mình đang hâm lên nè, để mình múc mình đem theo mình ăn nha các bạn. Chín rồi nè các bạn, vừa có nấm rơm mà vừa có nấm đồng cô luôn nữa. Hello, xin chào buổi sáng các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm công chuyện, làm xong tụi mình sẽ vô quán cà phê ngồi ăn nhé. Sáng nay, bữa nay là thứ mấy rồi ta? Nay thứ tư hay thứ năm vậy? Như thứ tư. Đường vắng quá ha, là trời nắng ghê gớm. Thì chúng là tháng 3 thì các bạn ơi, tháng 3 tháng 4 là nắng không thể tưởng tượng được. Tại vì mình phục qua tháng 5 là mình bắt đầu có mưa chút đỉnh rồi đó các bạn. Đây ngay cái ngã tư. Mình qua mà mình bắt cái đoàn xe là kể như mình khó qua được luôn. Mình xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ra mình ăn nha các bạn. Đây muỗng, đây muỗng với đĩa mới nãy mình đã chuẩn bị xong ha. Cái này là mình ăn sáng cũng như ăn trưa luôn các bạn, tại vì mình ăn có một cử ha, mình không có ăn nhiều. Cái mùi vị á, nấu của mình thấy cũng ngon lắm. Cái này chắc mình nghĩ cô mình nấu đó các bạn. Mình thấy là khá ngon. Cái này á các bạn, giống như là mà mình nấu lagu vậy á, y như mình nấu lagu vậy á. Đây có chả tôm nè. Mà sao nó mềm dữ ta, nó mềm nhũn luôn rồi các bạn. Cái này ăn chung với mì rất là hợp. Nấm gươm ngon. Nấm gươm ngọt ghê. Đây có nấm hương hay là nấm đông cô vậy nè. Giống nấm đông cô á. Ngon.
ở đây thằng em mình hồi sáng nó có mua ổ bánh mì nữa nè các bạn, là ổ bánh mì chả cá nữa. Mình thích lắm. Ổ có ớt nữa nè, bữa nay nó có bỏ ớt vô nữa. Mình ăn cái gì mà có ớt là mình thấy đã. Thôi nó cay dở quá. Mời mọi người ăn chung với anh em mình nữa nha. Bây giờ mình sẽ vô chợ. Được, đúng. Đúng rồi, bên trên đó đó. Giờ mình vô Bách Hóa Xanh. Mình sẽ mua rau gì xào ăn. Chứ mình mua rau muống quá. Rau muống này rau muống hột nè. Đây rau muống hột và cái này rau muống gì đây? Rau muống ấy nè. Cái nào ngon hơn ta? Không biết cái nào ngon hơn nữa. Chắc rau muống hột xào ngon hơn quá. Đó, các bạn thấy tiêu chấm không? Đây mình lựa được 2 bó. Giờ sim nè, 15.000 2 trái để mình lựa 2 trái. Quá ngon. Mình đang pha nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Để ngồi mình chấm đồ ăn mình ăn. Tại vì một hồi mình có rau muống xào tỏi á, rồi mình cũng có mấy cái đồ chiên á, nên mình làm nước mắm ăn. Mình làm tỏi ớt hơi nhiều á, cái này nếu mà vậy các bạn bỏ thêm miếng nước vô nha. Bây giờ mình bỏ tỏi vô, mình phi tỏi cho thơm, mình xào rau muống nha các bạn. Ở bên đây thì mình có cái chảo rồi ha. Bắt cái chảo lên, bây giờ mình chiên nha, chiên khô với chiên thịt đồ này kia đó các bạn. Với cái này mình có đậu hũ nữa nè. Mình chiên lửa vừa thôi nha các bạn. Giờ mình nêm vô đây một ít xíu đường nha. Một chút xíu bột ngọt. Một ít bột nêm và một ít muối. Rau muống này nó mau chín lắm nha các bạn. Xào qua xào lại là nó chín rồi ha. Được rồi, thử coi. Mời mọi người ăn cơm chung với mình nha. Để mình xào rau sao mà nó đen thui hả các bạn? Cũng là rau muống với người ta mà sao xào nó đen thui à? Nè, cái này là thịt mình ra mặn nha các bạn. Chiều chỉ ăn vậy thôi. Các bạn biết không? Mình đang ăn theo cái chế độ giảm cân và thải độc tố đó các bạn. Mình giúp cho mình nói chung là cũng giảm cân được, cũng ốm bớt rồi đó mọi người. Mỗi buổi chiều đó, mình ăn theo cái dạng này các bạn, thì nói chung là cũng đủ chất, cũng thịt cá, cũng này cái kia, nhưng mà có rau á các bạn.
Và ví dụ theo cái y học cổ truyền á thì cái thức ăn đó nha các bạn cũng phân loại hai bên là âm và dương nha. Thức ăn âm và dương, ví dụ như cái này gọi là dương nè. Ha, cái đó mình nói thật á, tại vì hồi đó em mình nó học về bên dược á thì người ta có dạy á, còn cái thức ăn này là âm nè. Đó, âm dương kết hợp với nhau ăn sẽ không bị đau bụng. Ví dụ tại sao? Hoặc là những món ăn nó tại sao, ví dụ như vậy, món ăn như là bún đậu thì phải ăn với cà mắm tôm. Cà pháo thì ăn với mắm tôm. Đó, nó ăn như vậy á, nó kết hợp với nhau như vậy á thì âm với dương kết hợp với vậy, nó mới tốt cho sức khỏe. Vậy đó, thành thử ra buổi chiều á các bạn ăn theo cái chế độ như vậy nè thì mình thấy mình có giảm cân á, thiệt mình ăn vừa ít nè, vừa ấy nữa, mà buổi tối, đặc biệt buổi tối á, mình sẽ giảm chứ ăn lại. Lúc trước á, buổi tối mình hay ăn nhiều lắm các bạn, nhưng sau này mình giảm lại bớt. Mà rất là khỏe luôn á. Cộng thêm buổi tối á, các bạn nhớ, các bạn trước khi đi ngủ á, các bạn nhớ hít thở, cũng như là mình thiền á các bạn, trước khi đi ngủ thiền trước khoảng 5-10 phút, mình hít thở không khí từ 10 đến 15 lần, hít vào và thở ra, hít vào và thở ra vậy đó, mình làm cho cái cơ thể của mình nó sẽ khỏe hơn. Cũng món ăn và sức khỏe của mình phải đi kèm với nhau. Đó, cho nên nó cũng rất là quan trọng nha mọi người. Còn bánh xèo thì tại sao phải ăn với rau rừng? Đó là như vậy đó. Món ăn nó kết hợp âm dương với nhau á. Cái đó có nha mọi người. Bởi vì khi các bạn ăn uống á, các bạn để ý coi, các bạn ăn nhiều quá cũng bị tiêu chảy. Ví dụ như các bạn ăn cái món dương không, ví dụ mình nói nha, hoặc là các bạn ăn cái món âm không, có nghĩa là sao, là các bạn có thể ăn cái món đó quá nhiều, nó không có cân bằng được. Mình ăn ví dụ thịt cá rau nó cân bằng với nhau thì nó sẽ tốt. Còn ví dụ các bạn ăn một cái á, nó quá nhiều, nó đều gọi là nó hỗn loạn đó, nó rối loạn đó các bạn, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn uống cũng theo cái ngũ hành đó các bạn. Ví dụ như có phải có thịt nè, có rau nè, có canh nè, có cá nè, có này cái kia đó, gọi là ngũ hành đó. Cái đó cũng là một cái mà mình phải để ý tới ha. Nó hay á chứ. Cái này là theo phương pháp y học thiệt nha các bạn, chứ không phải là mình nói đùa hay gì đâu nha. Cái này là phương pháp y học thiệt. Ví dụ như mình ăn rau các bạn, là tính mập, nó mập từ dưới đất lên đó. Còn ăn cá, ăn này kia là tính thủy, nó vậy á, nó hòa hợp vậy á. Rồi là mấy là gọi là âm dương ngũ hành. Các bạn thấy đúng không? Thịt mà mình ra mặn gì dễ ăn lắm các bạn. Ngon quá. Mình để ý nha, mỗi buổi chiều á mà mình ăn rau càng nhiều á nha, là sáng cái bụng mình nó sập lép luôn mọi người, nó ngộ vậy đó. Tốt thiệt là tốt chứ. Hôm nay mình vô đồ Uniqlo, mình thấy cái áo này nè các bạn, bình thường là ở bên đó kìa, bình thường là người ta bán 1.499.000, hôm nay giảm còn có 599.000, có nghĩa là 600. Cái áo này mình thấy rất là tinh tế và đẹp luôn nha. Nhưng mà có một cái điều mình không thích, đó là không có cái túi trong. Thì mình muốn khuyến cáo Uniqlo làm cái loại áo này mà nó có túi trong luôn, để cho mình đựng đồ cho nó dễ. Ví dụ như hai bên túi trong vậy đó. Ở đây thì nó có một cái túi hai bên thì rất là sâu và đẹp ha, mình rất là chịu luôn á. Nhưng mà cái này nên có cái túi trong nữa thì nó hay hơn. Đó, cái kiểu áo này là mình thích nè, mình rất là thích cái kiểu áo này luôn nè.
là cái kiểu áo này nó có đủ loại màu hết trơn á, màu xám, màu đen, màu xanh, màu ghi, màu xanh lá và màu vàng á, mình thấy đẹp á chứ. Còn mấy cái quần dài thì giảm từ 500 còn 400. Cái này mình bận là đồ ấm á các bạn, mình bận đi ví dụ như đi Đà Lạt đồ này kia đó thì mình mặc cũng được, nhưng mà nó mỏng nha các bạn, nó mỏng nha, mình thấy bận đi đâu cũng được hết, tiện lợi hết chứ. Nó có con rít nữa nè, rít trong và đẹp ghê nha. Giá mới 400, còn hàng bên này cho giảm quá chừng luôn, quần áo giảm nè, cái chỗ này đỏ tươi luôn là giảm á các bạn. Đây nè, áo khoác hoodie nè, cái này giá bao nhiêu? Ồ, cái này giá 700. Đồ Uniqlo quá trời đẹp luôn, màu nào cũng đẹp hết. Ô các bạn coi mấy cái túi bao tử nè, lúc trước mình cũng có tính mua cái túi màu đen nữa, nhưng mà nó nhỏ quá, nếu mà nó bự hơn nữa thì mình thích lắm á. Đây nè, mấy cái áo mới nãy mình chỉ nè, 600 nè, 600 nè các bạn, đó. Thì đó là cái áo mới nãy á, cái này còn 600. Mọi người nhanh chân lên. Canh á, canh lúc mà sale á thì mua nó đã lắm các bạn, vừa đồ vừa xịn mà vừa đẹp nữa, mà rẻ nữa, vậy là rẻ nữa nha các bạn, tại vì đồ rất là xịn nha. Nè chẳng hạn như cái áo, cái dạng lưới này là bao nhiêu, cái dạng lưới cũng 600 nè. Bữa nay giảm còn 600. Ở cái này đẹp quá vậy, cái này có túi trong nè. Đúng rồi đó. Các bạn nhìn nè, đó, nó mỏng manh nha, mà nó cái này thì nó lại có túi trong mà nó mỏng chanh, nó mỏng lắm. Đó, cái túi trong này mình mới thích nè. Đó, cái này là size XL nha các bạn, cho nên nó hơi to chút xíu. Nếu mà mình mặc XL thì nó đẹp hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Nếu mà mình chọn XL thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình mặc cho mọi người coi ha. Cái này thì nó mỏng nha. Đi trời nắng rất là đẹp luôn. Không thấy bụng. Thấy không? Màu vàng. Ê, làm như mình hợp với màu vàng nha mọi người. Mình mặc màu vàng vô mình thấy mình đẹp lắm. Rồi. Tìm được cái XL nè. Đó, các bạn thấy mình giặt vừa kiến không? Mình hợp với đồ Uniqlo lắm. Đó, ý là có cái áo trong rồi đó các bạn. Mình thích quá hả? Quá đẹp. Đây là chương trình giảm nè, 700, 600 và 400, cái nào cũng có hết. Thì cũng nói rồi chứ, hay dở gì cũng nói. Rồi các bạn coi vớ nè, đẹp mắt trời chưa. Nè, mấy cái kiểu này mình mới vừa đặt được Shopee á, qua TikTok chứ, cũng có nữa, quá đẹp. Ở đây cũng có bán mắt kiến nè các bạn, nam nữ gì cũng có. Hello các bạn, mình đã về nhà rồi nha các bạn. Mình mua được cái áo Uniqlo màu vàng nè các bạn. Ở ngoài á mình thấy nó bự vậy chứ. Nè các bạn thấy không? Khi banh ra nó bự trẻ. Đúng là cái áo gió á các bạn. Thấy chưa? Nó nhỏ xíu luôn á. Mà nó chống gió rất là hay luôn á, nó làm cho mình ấm người á, mà trời nóng thì nó không có nóng lắm. Hay ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình. Mình cảm ơn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào những clip kế tiếp. Bye bye.